Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô làm con yêu hành vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm thấy vòng mẫu sanh làm ngã quỷ, không uống ăn tiều tùy hình hài mùng liên thấy lo phẩm vẫn đem dân từ mẫu ấy đặng đỡ lòng cưng khổ bấy lâu ai thấy con mẹ rất lo âu ai tay tạ che đầy hữu hậu bóng ăn lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt sợ chúng ma cướp giật của bà cơm đưa chưa tới miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đằng đâu thấy như vậy âu sầu thấy thảm mây mộng kiền liên biên
cùng sư vô tìm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gông tội rất sâu, ai giàu ông thần lĩnh nhiệm màu ấy môn mình không thể ai cầu được đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn ấy tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên ấy cũng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương cộng ba cõi sau phương tu tầm cũng cho cứu đặng mang người phải nhờ thần lực của mười phương tăng pháp cứu tế ta toàn giải nói ơi cho mọi người thoát khỏi ách nạn bèn kêu mùng thị đến gần tháng bảy là ngày thứ tư mười phương tăng đều dự lễ này phải toàn sắm sửa chớ chạy thức ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sắm giường nằm nệm lót ấy cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu ai món ăn tinh sạch bầu màu đứng trong bình bát vọng cầu kính dân ai chư đại đức mười phương thù thực ấy trong bài đời sẽ đặng siêu thắng lại thêm cha mẹ hiền tiền ngày đặng nhờ phương lực tiêu khiên ách nàng vì ngày ấy thanh tăng đều đủ giàu ở đâu cũng tụ về ấy như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não chăm về thiền nam hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thỏa vô sanh thọ hạ kinh hành ai chẳng ham quyền quy ấn danh năm tòng hoặc người đăng lùng thông tấn phán ấy và những hàng duyên gia thành văn hoặc chư bồ tát mời phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh đều trì giới răng thanh rất tình đạo đứng dày chánh định chân tâm mà tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thô lãnh bát cơm lục hoàng. Người nào có sắm ra vần thực đằng cúng dường tự tư tâm
con quyên thuộc thảy đều nhờ ơn anh. Tham đò khổ chẳng rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thụ tự nhiên ấy như còn cha mẹ tiền nhờ đó cũng đặng bách niên thọ trường như cha mẹ bảy đời qua vàng sẽ hóa sanh về cõi thiên cung người thời tuấn tố hình dung ấy hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân phần lại bảo mười phương tăng chúng mới phải tuân theo thể thức sau này trước khi thụ từng đàn cháy phải cần chú nguyện cho người tính gia cầu thân thế mẹ cha thí chủ thần quan đủ đừng quên cho xong ý định hành thiện mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng khi thụ dụng nên an vật thực trớ phật đài hoặc tự tháp trung chư tăng chú nguyện viên dung mây sao rồi tự tiện thu dùng bữa trưa pháp cơ tế phật vừa nói dứt ngay một liên cùng bồ tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng mục liên cũng hên khóc thương rầu buồn ngày mục liên máu cũng trong ngày ấy kim khổ về ngã quỷ đường tan mục liên bành với phận rằng mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng ai lại cũng nhờ oai thần tam bảo bằng chẳng thì nàng khổ khó ra như sao để tử xuân gia vô lan bồn phạm dùng mà độ sanh độ cha mẹ còn đương tài thế hoặc bay đời có thể đặng công minh phân rằng lời hỏi rất thông ấy ta vừa muốn nói con trùng hỏi theo thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần tam công tể tướng bách quan này cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thân thế tình thăm đến rằm tháng bảy mỗi năm mấy sau khi kiến hạ chư tăng tử về chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ phải sắm sanh bách vị cơm canh
đứng trong bình ba tinh anh ấy chờ giờ tự thế chúng tăng cũng dường đặng cầu nguyện sống đường trường thọ chẳng ôm đau cùng chẳng khổ chi cùng cầu thân thế đồng thầy lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp mãi lại xa lìa nạn khổ cực thân ấy môn sanh Phật tử ân cần ai hành tu hiếu thuận phải cần phải chuyên thường cầu nguyện thông huyên an hảo hay cùng bài đời phổ mẫu siêu sanh nay ngày rằm tháng bảy mỗi năm mây vì lòng hiếu tháo ân thăm phải đền lễ cứu tế chi thành sâm đặc ngõ cung dường chư Phật chư tăng ngày ấy là bao đáp thù ân ấy sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu đệ tử phần lo gìn giữ ai mới phải là thích tử thiền môn ai vừa nghe dân pháp lang bồn môn sanh tử chúng thấy đồng hỷ một liền với môn ban Phật tử ấy nguyện một lòng tinh thu phụng hành trước là trả nghĩa sinh thành sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài mộng liền tôn giả Phật tuyên hành gầy vàng vừa gõ cửa ngục băng thanh ai mọi người thoáng tội tình độ hóa sanh phúc tuệ mãi an lành ai nam mô đại hiếu mộng kiền liên bồ Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên Bồ Tát ấy Nam mô Đại Hiếu Mụng Kiền Liên ấy Bồ Tát Phật thuyết kinh bao hiếu phụ mẫu tăng câu hỏi rất đông ai tin ra tới số hai muôn tám ngàn ngày lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mẫn thường thường bây giờ vẫn mới lên đường măng thấy núi thường khô bỏ đấy lâu đời Thế Tôn bèn vội đến nơi ấy lại liền ba lại rồi rơi gió
vội vàng xin Phật dạy tường ai thầy là từ phụ ba phương bốn loài ai ai cùng kính thầy dường ấy cơ sao thầy lại lại xương cô ăn Phật rằng trong trong cho rõ ấy, nên vì người ta tỏ đuôi đầu đông xương dồn dẫm bấy lâu ấy, cho nên trong đó biết bao phúc hài chăng cũng có ông bà cha mẹ hồi sanh tử tử sanh ấy lộn thân đời trước khi hài còn đây ta lẽ bái kính người tiền bối và ngắm người vì nhớ kiếp xưa đông xương hồn tạm chẳng vừa phân trai gái bỏ bừa khó coi ai ngươi chịu có xem soi cho kỹ phân làm hai bên nữ bên nam mà để cho phân biệt khốt phàm không còn lộn lão nữ nam chất chồng đừng a nan trong lòng tha thiên ngay biến làm sao phân biển khỏi sai ngài bèn xin phân chí bài vì khó chọn lửa gái trai lúc này còn sanh tiền dễ bề sắp đặt cách đứng đi ăn mặc phân minh chớ khi rã sát tiêu hình xương ai như nay khó nhìn khó phân ai phẩm mới bảo nàng nên biết ai xương nữ nam phân biệt rõ ràng đàn ông xương trắng nặng hoằng đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn người có biết cỡ chi nên nhẹ bởi đàn bà sanh đẻ mà ra sanh con ba đâu tám hồng bôn đấu sữa hòa nuôi con anh vì cớ ấy hao mòn thân thể xương đàn bà đen nhẹ hơn trai nàng nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ công dạy dưỡng sanh bèn cầu Phật thi ân dạy bảo phương pháp nào bảo hiểu xong thân Thế Tôn mới bảo lời rằng vì người ta sẽ phân trần khá nghe thân đàn bà nhiều bề cực nhọc sanh đặng con thập ngoạn cưu mang ngày tháng đầu thai đậu tợ sương ngày mai
gìn giữ sở tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ công xương, ai lại thêm đủ lỗ chân lông mới còng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, ai chín tháng thì đầy đủ bóng hình, mười tháng thì đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngô nghênh làm buồn thân mẫu, ai nó vậy vùng đám quấu lung tung, mới làm cho cha mẹ hái hùng sự đau sự khổ khôn cùng tỏ phân. Khi sản xuất muôn phần an lạc, ngay cũng ví như được bạn đường vàng, ngay thế tôn là bao a nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, ai mười tháng trường châu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gốm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư ăn đắng uống cay, ai để dành bùi ngọt đủ đầy cho con em. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ai ước mẹ nằm có rau phần con. Sữa nhai cơm mai miệng con no ấm, chẳng nhồm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, dặn đồ chớ của trẻ không phiền. Ai thứ tám chẳng nợ chia riêng, nếu con đi phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng mang tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuông, ấy dành cho con cái cuộc thánh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Phần lại bảo nan nên biết, ai trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, mười phần mê mỗi cả mười không tường ân trọng đức dày xong thân. Chẳng kinh
mến quên ơn trái đứng ngày không xót thương dưỡng dục cụ lao ấy là bao hiếu mặt giao ai vì những người ấy đời nào nên thân an mẹ sanh con cứu mang mười tháng cực khổ giường gánh nặng trên vai uống ăn chẳng đặng về thai cho nên thân thể hình hài kém suy ăn khi sanh sẵn hiểm nguy chi xiên sanh đặng rồi tinh huyết dâm dê ví như thọc huyết trâu dê nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan con còn nhỏ phải lo săn sóc mê ăn đắng cay bùi ngõ phần con ai phải tâm phải giặt rửa trôn biết rằng giờ giấy mẹ không ngại gì nằm phía con nằm phía ráo sợ cho con ướt áo ướt chân hoặc khi ghé chốc khắp thân ắt con phải chịu trăm phần tham thương ai trọn ba năm bố nương sợ mẹ thân gầy mòn nào nể với con ấy khi con vừa được lớn khôn ấy cha mẹ dạy báo cho con vỡ lòng cho đi học mở thông trí huệ dựng vợ chồng có thế làm ăn ước mong con được nên thân ấy dầu cho cha mẹ cơ bần quan chi con đau ốm tấn thì lo chạy dầu tốn hao đến mây cũng đành khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm công dưỡng dục sanh bằng non biển cớ sao con chẳng biết ơn này hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuấn thì chớ lại bài ngô ngang ai hỗn cha mẹ phụng mang trợn mắt khinh trưởng huynh nộ nàng thế nhi bà con chẳng kể ra chi không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường lời dạy bảo sống đường không kể ai tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng trái ngang chống ban mọi đàn ra vào lui tới mắng càng ngược trên năng vì lỗ mãn tánh quen càng bướng ai chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng lớn lên theo thói hung hăng đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung em bỏ bản lành theo cùng chúng giữa nên tầm quen làm sự trái ngang ai nghe lời dụ dỗ quân hoang bỏ cha bỏ mẹ trốn xa
gian quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai, hoàng đi buồn bán kim lời, hoàng vào quân linh với đời lầm không anh. Về ràng bố đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn về vợ về con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều vô ý mà thôi. Sau khi phá hên của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cơm hoặc là bài bán, phạm tội hình tù ráng phải vương, hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bó thân ngoài đồng. Hay tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu, thương con than khóc âu sầu, có khi mang bệnh đôi mù vẫn vương anh. Hoàng bệnh nặng vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tự điếm phố phường ngạo du âm. Cứ mãi mía với đồng bất chính, chẳng mấy khi thần tình mổ khang, làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi điều ôm đau đói rách kêu riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương anh. Phận con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phụng dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúng tùng phu xuân gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lại vãng đến thăm, lần lần nguôi lạnh biển tâm biển nhà. Quên dường dòng sống thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bổ cụ lao, ai làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên, ấy thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệm dở vai mang, nghe Phật chi rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng tham thai.
gieo xuống đất lấy cây lấy củi ai đập vào mình vào mũi vào hông ai làm cho can lỗ chân lòng mà thái đều rơm máu ướt đầm cả thân an đến hôn mê tâm thần bất định một giây lâu mới tỉnh thang rằng bọn con quá thần tội nhân ngay xưa nay chẳng rõ không hơn người mù nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc ngay dù trang dường như nát như tan anh tội tình có nỗi than van ấy làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu trước Phật tiền ai cầu trần tổ xin Thế Tôn mận cố bi lân làm sao bảo đảm thù ân ai tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình phần bèn dùng phạm thanh sao món ai phần tỏ cùng đại chúng lắng nghe ân cha nghĩa mẹ nặng nề không phương bao đáp cho vừa sức đâu vì có người ân sâu chốc trả cộng mẹ cha tăng cả hai vai dám tu gì nỗi chẳng sai đến trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa vì có người gặp cơn đói rét cây nuôi sống thân dẫn hết thân này xương nghiền thịt tan phân thay trải trăm ngàn kiếm ân đây chưa đồng ai vì có người vì công sanh dưỡng tự tay mình quen thúng sông người chịu thân mồ tôi như vậy đến trăm ngàn kiếm ân này thấm đau quên vì có người cầm dao thật bén mổ bụng ra rung hên tâm can huyết ra khắp đất chẳng than đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào tuy là sự có biết bao trái trăm ngàn kiếp không sao đáp đền vì có người vì công dưỡng dục mà tự treo mình vì có người xương nghiền ra mở hoang dùng dao chặt bữa thân mình xương ta thịnh chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng vì có người về công dưỡng dục mà nua sáng nông thâu ruộng thâu gan ai làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền nghe Phật nói thay đều kinh khủng mới dọn lễ tràng có nỗi cấm ngăn đồng thanh bánh phân lời rằng làm sao trả đặng ân thâm sống đường
Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này. Các người muốn đám ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tùng cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cũng dược tam bảo sớm trưa, cũng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tử, thầm phương tăng đều dự lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân anh. Đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn, ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải tụng kinh lại Phật, pháp tam quy bậc nhất giới trai. Nhưng lời ta dạy hôm nay các người nhớ lấy từ đây phụng hành. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải sai. Trong năm đại tôi kể ra, bấm hiếu thứ nhất thật là trong thai âm. Sau khi chết bị đày vào ngục mê ngủ vô gián, cũng gọi a tỳ ngục này trong núi thiết vì văn phên bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy, đốn tội nhân anh thải thành than, có lò nấu sẵn cho tan rót vào trong miệng tội can hành hình. Vì bấm hiếu nên mình thọ khổ, lòng thịt ra máu đổ tràn lan, là có cho sắc căng gan phun ra khói lửa đốn đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó ra phòng thịnh thao quay. Móng bằng sắt thương đau gươm dao, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thế nát như như tương em. Nhưng hình phạt vô phương kể nay, mọi ngục đều có cánh trị riêng, như là xe sắt phân thay, chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi lê. Nếu mà đặng chết liền đã đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại á tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch
song thân, chúng người đều phải ân cần thừa hành các vị phận trần khoáng trên. Nhân là phải kinh này in chém mà truyền bá ra cho khắp đông tây, như ai chép một quyển này vì bằng đặng thấy môn vị Thế Tôn. Nếu in được ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thay phần vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên ấy chư Phật ủng hộ như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại hóa sanh về cõi thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khám trong tứ chúng một lòng kính vâng an. Lại phát nguyện thà thân này nan ra bụi cho muôn kiếp chân này, dầu cho keo lưỡi trâu cày đến trăm ngàn kiếp, lời Thầy không quên nan. Vì như bị ba thiên đao kiếm khắp thân này đâm chém phanh thay, hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp, lời Thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn ra đời, đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên anh. Đừng nan kiền thiền đánh lễ cầu Tế Tôn đằng để hiểu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh về bề phung tùng chuyên tinh tu hành. Phần mới bảo nan nên biết quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên bảo hiếu mẹ cha cũng là ân trong thần là chân kinh. Các người phải giữ gìn châu đáo đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi phận rầy đánh ranh bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui an. Thầy mòn lòng vẫn theo lời Phật ấy, và kinh thành tinh chân vẹn tuyên ai đồng nhau trở lại phận tiền. Nhưng tâm đánh lễ rồi liền lui ra. Bán nhà ba la mận đa tâm kinh, tâm trí tuệ thanh thanh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mây trần. Lâu lâu một thanh thiên chân bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vẫn tâm mấy lần trong sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trái lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quán từ tại khi tha
tham thiền vô ngại đến trong an. Thâm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tăng ca không chi khổ anh, trong thức tâm hiền cảnh sắc ra. Sẵn công chung ở một nhà, không chẳng kháng sẵn sẵn nào khác không. Ấy sẵn tương cũng đồng, không tương không thương y như tường sắc kia. Thổ tướng hành thân phận chia cũng lại như vậy, cũng về chân không. Tòa sân tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trần. Chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mong. Cớ ấy nên cõi trên không giới, thế lão lão vô ngài thượng chân, vốn không ngủ quân âm thần, sao tăng chẳng có sao trần cùng không mây. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không mê. Tánh công sáng suốt đại đồng mây, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già trên, uống chi là hết trên già sao. Tư đế cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắng do vô sở đắng lễ tăng cả nhân pháp kia đều xa nhị không. Vẫn lòng tri huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngài có chi cùng bó. Từng xa lìa mộng tướng đáo điên, tâm không rõ ráo chủ viên, niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế phận y đàn bán nhà, đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bán nhã là hơn, pháp môn tội thắng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh trí đại lưng, thiệt thần chú đúng bực quang minh. Ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú vô đẳng thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thân tình lòng giang ngộ vô sơ. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đệ yên đệ bà la yên đệ bà la thần, A di đà ta đàm bà
Tỳ Di Đà Đà Tỳ Ca Lạng Đế Di Đà Đà Tỳ Ca Lạng Đà Già Di Nì Già Già Na Chí Na Ca Lệ Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Địa Già Tha Di Đà Đô Bà Tỳ A di đà đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta ba nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa ya đa điền ya tham a di đà đô bà tỳ a di đà đa tỳ nam bà tỳ a di đà đa tỳ và na chí đa ca lê ta bà chúng thánh tử kiền thiền xưng tán đấng Di Đà vô hạn lợi sanh bốn mười tám nguyện viên thành hiện ra tướng tôn sắc thân vời kim sắc tướng muôn ngàn công đứng khắp mười phương chấn bậc sanh bằng bành hào hiển hiển phong quang xoay vầng chiếu sáng di sang năm tòa cầm thanh nhãn thấy xa vô ngại sáng trong ngần tứ đại hải dương hào quang hóa Phật không lường hóa chung Bồ Tát số đường hằng hà độ chúng sanh liên hóa chính phẩm mây nương lãng ban là cảnh tây phương ngày chỉ thành thâm niệm chiếu chương hiện tiền thanh chung dẫn đường quán sanh Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đời từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật Nam mô 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 đại bi Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát Đại ái chúng Bồ Tát ấy Nam mô Thanh Tịnh Đại ái chúng Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại ái chúng Bồ Tát
đệ tử chúng con ấy vâng lời phân dạy. Ngày rằm tháng bái âm hồi Vu Lan Phạm Vũ Hoàng đó hương đánh lễ làm con thảo ơi lòng càng ao não nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành mẹ dạy đau khổ ơi ba năm nhủ bộ ơi chính tháng cưu mang không nương lo chẳng quán yêu già sanh nhai làm lộ ấy quê cùng hoàng vỗ phấn đấu nuôi con ấy giáo dục vuông tròn đem đường hồng đạo đệ tử ơn sâu chưa bao kém hèn giờ này quỳ trước đài sen ngay chỉ thành cung kính anh đạo tràng thánh tình tăng bảo trang nghiêm mà hoặc thừa tử tư hoàng hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên rú lòng lân mận hộ niệm cho em bảy kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp còn thay thế thân tâm yên ổn nguyện tu trì đã qua đời án đạo xa lìa trong thành Phật quả ngựa trong ca đức Như Lai khắp cõi hư không mây từ bi gia phong kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước dài hồi hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh anh tông vạn vô lượng quang Phật sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não mình liệu phố nguyện tội chưa tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây vô tình độ trung cử phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cài kiến phận ngộ vô sanh bận thôi Bồ Tát vì bàn lỡ nguyện dĩ thử công đức phổ cầm những thế ngã đặng giữ chúng sanh giai công thành phân đạo tự quy Phật đưa nguyện chung
Nguyện đem công đức này